Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 29 tháng 4 trên kênh VTV Tiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 30 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, một đợt không khí lạnh tăng cường thêm sẽ ảnh hưởng khu vực Bắc Bộ và khu vực Bắc miền Trung. Do ảnh hưởng bởi không khí lạnh tăng cường với cường độ mạnh, từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 5, nhiệt độ ban ngày và đêm sẽ giảm mạnh xuống mức từ 3 đến 5 độ. Nhiều nơi trời sẽ se lạnh, đề phòng có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, vùng áp thấp phía Tây đang có dấu hiệu suy yếu. Ngày mai ở miền Bắc nắng nóng sẽ giảm dần. Dù trời vẫn còn có nắng sớm nhưng cường độ nắng sẽ giảm bớt gay gắt hơn. Ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ giảm xuống mức từ 34 đến 35 độ. Trong khi đó, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao từ 33 đến 34 độ. Trời oi bức về trưa và chiều. Lưu xuống thời tiết miền Trung, vùng áp thấp nóng phía Tây yếu đi. Trong ngày mai, suốt từ Thanh Hóa trở vào cho đến phần phía Bắc của tỉnh Bình Định vẫn có nắng mạnh và nóng vẫn xảy ra trên diện rộng. Mức nhiệt dao động ở mức từ 35 đến 36 độ. Riêng đối với các điểm như Hậu Xuân, Quỳ Hợp, Tương Dương hay là cả Hương Khê, nhiệt độ ở mức từ 38 đến 39 độ. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh trở lại. Từ ngày mai, khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa to mới và sẽ kéo dài từ 5 đến 10 ngày tùy từng khu vực. Nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Còn về nền nhiệt, ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có xu hướng giảm nhẹ. Cao nhất trong ngày mai ở vùng cao Tây Nguyên, nhiệt độ hạ xuống mức từ 30 đến 33 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ cũng giảm xuống mức từ 33 đến 35 độ. Trên biển, ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa vẫn duy trì tình trạng thời tiết tốt, trời không mưa và có gió hướng đông đến đông nam mạnh cấp 3, cấp 4. Trong khi đó, ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, mưa dông sẽ gia tăng đến mức rải rác, nguy cơ xảy ra lốc xoáy và gió giật cũng ở mức cao.